Dạo này con Châu kỳ lạ quá hả? Có khi nào do thằng Lai đóng thế không? À, dạ không phải đâu anh. Có khi nào nó thuê người khác để đóng thế không? Đã nói là không phải mà. Không thể tin được, con Châu dạo này như một người khác vậy. Đâu có, nó vẫn xem phim trong giờ làm việc kìa. Hả? Khoan. Khách đổi ta ghét rồi, không còn muốn nhắm đến khách hàng của người yêu nữa mà nhắm đến người mới chia tay. Ôi, họ muốn đổi câu này nhưng lại không muốn nghĩ lại câu mới. Sao mà làm được? Đang chạy deadline gấp lắm, ma cỏ gì đi chỗ khác chơi đi. Hồ, nay anh em mình tăng ca chung nè. Dạo này hình như con Châu có gì đó khác thường thì phải. Hình như nó còn đóng giả cả thằng Lai nữa. Nhưng chỉ có mình là chắc Châu nó không thể ngụy tạo vẻ đẹp trai này được. Được mà, anh đâu có nhận ra. Ủa, gì vậy anh? Thủy tinh nó nổi điên lên rồi. Đây thì khách đổi riêng phút chót nè. Đập hết thì khỏi làm gì nữa nha. Khách muốn quảng bá xe hơi với slogan thoáng như xe máy, nhanh như xe hơi. Làm sao vậy? Anh Mai bị bí hả? Có cần em giúp không? Em không phá gì là anh mừng lắm rồi. Có ai ở nhà không? Lên xe ca cho ba 300 triệu nhanh lên. Dạ, có con nè ba. Đã 8 tiếng rồi mà còn chưa chuyển khoản cho ba nữa hả Châu? Không biết làm sao không kêu mẹ. Ủa, con tưởng ba nói là lên chứng khoán con mới kiếm được 300 triệu trên đó. Tính báo ba nè.